Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về tử vi 6 tháng cuối năm của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2023 năm Quý Mão. Chúng ta xét nam mệnh trước ạ. Nam mệnh thì tôi sẽ đi làm hai phần, thứ nhất là phần tổng quan, phần thứ hai là phần 6 tháng cuối năm. Phần tổng quan thì gồm các tiêu chí như sau: tròm sao thái tuế, tròm sao lộc tồn, hạn tam tai có bị hay không, xét thiên can địa chi ngũ hành của năm so với của tuổi, xem nó sinh khắc hòa hợp có những cái biến hóa gì. Và tiếp theo là cái sao cửu diệu trong năm hiện tại năm 2023 thì chúng ta xét tuổi âm anh chị nhá, gặp sao gì, cát hung ra sao, ảnh hưởng như nào. Còn đi vào các tháng thì chúng ta xét tương tự thôi, thiên can địa chi nạp âm ngũ hành của tháng so với thiên can địa chi nạp âm ngũ hành của tuổi. Và anh chị chú ý một chút là năm nó sẽ quan trọng hơn tháng anh chị nhá. Và tốt nhất là trường hợp năm tốt tháng tốt, còn xấu nhất là cái trường hợp năm xấu tháng xấu. Vừa sẽ là trường hợp gì? Năm tốt tháng xấu. Cái trường hợp này nó vẫn hơn là năm xấu tháng tốt, tại vì năm là quản tháng, tháng quản ngày, ngày quản giờ. Rồi tiếp theo, phần tháng thì chúng ta xét thêm một số tiêu chí như là cát thần, quý nhân lộc mã để tăng thêm cái giải, tăng thêm cái cát hoặc là giảm đi cái hung, đó là cát thần, quý thần. Tương quan địa chi thì sẽ nói ngay từ đầu rồi. Thời gian, một cái vấn đề anh chị hay quan tâm thì chúng ta xét theo lịch tiết khí. Ở đây tôi ví dụ tháng 7 thì bắt đầu từ mùng 8 tháng 8 tới mùng 8 tháng 9 dương lịch. Tháng 12 đi, mùng 6 tháng 1 tới mùng 4 tháng 2, tức là tiết khí lập xuân đấy. Tiết khí lập xuân thì anh chị chắc là cũng hay nghe rồi. Rồi tôi điểm qua một chút về tính cách của người tuổi Mùi, hình tượng là con dê, cơ bản là hay ăn cỏ. Thế nên là nó sẽ có nhiều cái điểm tương đồng trong cái bộ hợp Hợi Mão Mùi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Người tuổi Mùi thì về cơ bản là sống thân thiện, sống hòa nhã, sống giàu lòng yêu thương, yêu động vật, yêu trẻ con, dễ tính, thích chăm sóc gia đình, thích hoa cỏ cây hoa lá chim muông. Cuộc sống hôn nhân thì về cơ bản là cũng tốt, tiền bạc các thứ là dùng gì, không kiêu căng ngạo mạn, không kiêu căng ngạo mạn như người tuổi Thìn với lại người tuổi Rồng. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cả ngày giờ tháng năm sinh nữa, đúng không ạ? Nhiều khi là nó lại phụ thuộc vào gen của bố mẹ. Còn nhược điểm là gì? Nhược điểm thì cũng na ná như người tuổi Mão thôi, không biết cách từ chối này. Tiếp theo là gì? Cái lời ăn tiếng nói không giỏi người tuổi Mão. Tiếp theo là gì? Cái tôi bản thân nó không cao. Có những trường hợp cái tôi bản thân cần phải cao, có những trường hợp cái tôi bản thân thì không nên cao. Cái đó thì ưu điểm hay nhược điểm thì tùy anh chị tùy anh chị nghĩ thôi, suy nghĩ thôi. Nhiều khi là khi mà cái tôi không cao thì không dám thể hiện quan điểm của mình, không giữ được cái lập trường vững chắc, dễ bị người khác điều khiển, đôi khi người ta gọi là hơi nhu nhược. Mà cái tôi quá cao thì lại không chịu nghe lời người khác, không chịu nghe lời khuyên bảo, tốt xấu đúng sai nhiều khi là cũng không biết đâu mà lần. Đó thì cơ bản là như vậy. Rồi chúng ta đi vào phần tổng quan trước đi. Đầu tiên là chòm sao thái tuế và lục tồn. Năm nay là năm Mão thì thái tuế ở Mão, quan phù và hoa cái sẽ ở Mùi. Tiếp theo năm nay là năm Quý thì lộc tồn sẽ ở Tý, đối diện với nó phi liêm, tiếp theo là hỷ thần. Như vậy là tổ hợp lại người tuổi Mùi năm nay gặp quan phù hoa cái và hỷ thần thì cái bộ quan phù hoa cái thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn. Tại vì sao? Hoa cái là cái tôi cao, cái tự ái lớn, sự cô đơn cô độc, rất hợp với người nghiên cứu. Cái tính cách chung là gì? Tính cách chung là cái tôi, cái tự ái nó không cao. Sống là gì? Sống là hòa nhã với mọi người, yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá. Nhưng có những năm cuộc sống nó đưa đẩy thì lại cái tôi cao. Tiếp theo quan phù, quan là cửa quan rồi. Phù kiểu như là giấy tờ, dễ bước qua tranh chấp thị phi, kiện tụng pháp luật vân vân. Thế nên là cái sao hỷ thần này mức độ nó giải hung giải tan nó sẽ nhỏ hơn anh chị nhé. Cái sao hỷ thần là cái sao vui vẻ, cái sao may mắn, cái sao tình yêu tình ái tốt, cái sao gia đạo hòa thuận. Nhưng mà gặp cái sao hoa cái nó biến thành cô đơn cô độc thì nó là như vậy. Tiếp theo cái sao hoa cái này thì nó rất hợp với những ai liên quan đến nghiên cứu tâm linh tôn giáo rồi triết học phong thủy khoa huyền bí vân vân. Tam tai không bị, tránh được các vấn đề liên quan đến ốm đau bệnh tật tai nạn hao tài tuấn của vân vân. Thị phi rồi thiên can đinh gặp quý là gặp thất sát, sát ở đây sắc khắc đinh, đinh ở đất Mùi thì về cơ bản là khí hỏa vẫn vượng, thế nên gặp quý chính ra lại là tốt anh chị nha. Hơi tiếc là quý nó hơi nhược, quý thủy sinh cho mão mộc hơi nhược, sát nó hơi nhược thì đường công danh các thứ là nó sẽ hơi không được thuận lợi cho lắm. Tốt thì nó vẫn tốt nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn. Rồi địa chi tam hợp thì tốt rồi, tam hợp thì làm ăn kinh doanh buôn bán, xuất hành xuất ngoại đi xa, giao dịch buôn bán cầu tài cầu lộc là có lợi. Đấy là bộ tam hợp, mọi chuyện là nó thuận lợi hành thông. Ngũ hành tương sinh, sinh ở đây sinh nhập, lợi về sức khỏe, lợi về tinh thần, làm ít được nhiều, đỡ hao tâm tổn trí. Thế nên là khi anh chị xem vận hạn thì đôi nhiều khi là gì, nó có cái tốt, nó có cái xấu, nhiều khi nó đối nghịch nhau. Thế nên là chúng ta phải dung hòa,
Tiếp theo, nam mệnh Đinh Mùi sinh năm 1967, trong năm 2023 Quý Mão chúng ta xét tuổi của tuổi ta. Tuổi ta là 57 tuổi, 57 tuổi thì gặp sao Thủy Diệu. Thủy Diệu thì kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 sẽ có chuyện buồn. Những mức độ của sao này nó không quá tốt, không sao xấu. Bản chất của sao này là gì? Đó, chủ về tài lộc, thủy chủ tài mà. Chủ về tài lộc, chủ vui vẻ. Nhưng mà có cái điều bất chắc là gì? Là sông nước là một, là thị phi là hai. Thì nên cẩn trọng cái lời ăn tiếng nói một chút. Cẩn thận đi du lịch biển các thứ. Thì nên thậm chí là uống bia uống rượu, cẩn trọng cái đấy. Và chú ý nhất vào tháng 4, tháng 8 nó sẽ ảnh hưởng nhiều anh chị nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các tháng. Tháng 7 canh thân, canh thân ngũ hành thuộc mộc. Đinh Mùi ngũ hành thuộc thủy, thủy mộc là thế tương sinh. Sinh ở đây là sinh xuất thì bị hao tiếp về mặt sức khỏe và tinh thần. Thế nên là để mà thành công, thành danh, thành đạt, để mà như ý thì nó sẽ phải tốn công, tốn sức, tốn lực nhiều hơn một chút. Tháng 7 canh thân ở đây là kim vượng. Kim vượng, Đinh Mùi thì hỏa cơ bản là không nhược thôi. Canh thân ở đây thì kim vượng hơn. Đinh gặp canh là gặp chính tài. Chính tài mà nó lại vượng hơn kia. Thân mà nhược, tài mà vượng thì có tiền cũng không quản lý được là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đầu tư kinh doanh buôn bán là bất lợi. Làm ăn giao dịch các thứ là nói chung là nó không tốt lắm. Ngũ hành thì bị sinh xuất. Thêm nữa gì? Canh ở đây là tài, tài là thê tử, là vợ. Thế nên gia đạo lục đục, tiền bạc các thứ trong tháng 8 nó không tốt cho lắm. Xấu thì nó không quá xấu nhưng mà nó sẽ không tốt là chắc chắn rồi. Tại vì canh kim vượng, thân vượng mà Đinh Mùi. Mùi ở đây là có hỏa. Nhưng mà Đinh Mùi bản chất của nó là hỏa thổ tương sinh, vẫn bị tiết khí. Thế nên là gì? Hỏa nhược mà kim vượng. Tương tự tháng 8, tháng 8 tuy gặp quý nhân nhưng mà thứ nhất là bất lợi về sao Thủy Diệu tháng 8. Dễ có chuyện buồn, hao tốn tiền bạc xảy ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kim vẫn vượng. Kim vẫn vượng thì nói chung là nó vẫn bị hao tiếp. Thân nhược kim vượng mà tân là lễ thiên tài. Thiên tài thì thường là gì? Đầu tư kinh doanh buôn bán lớn, ôm lớn. Mà kim lại vượng hơn mà thân lại nhược. Thế nên là tháng 8 nó còn bất lợi hơn cả tháng 7. Bất lợi ở gì? Bất lợi ở thiên can địa chi, bất lợi ở ngũ hành, bất lợi ở sao Thủy Diệu, bất lợi hơn tháng 7 nhiều. Thế nên chú ý một chút. May ở quý nhân. Có quý nhân thì hãy hỏi han, nghe ngóng người khác, thăm dò ý kiến người khác rồi mình đưa ra quyết định. Đó là tháng 8 nha, tháng 8 bất lợi hơn tháng 7 cho hai ít vừa đấy. Rồi tiếp theo tháng 9 nhâm tuất, Mùi tuất là ở thế tương hình. Hình ở đây là gì? Hình ở đây thường là liên quan đến cấp trên, cấp dưới, là nó không hòa hợp với nhau, không tôn trọng ý kiến của nhau. Đấy, thế nên là anh chị chú ý cái này. Cái tiếp theo là gì? Đinh Mùi, Mùi tuất thì là tương hình rồi. Đinh Mùi gặp địa chi tuất thì về cơ bản hỏa khá vượng. Nhâm thủy ở đây thì hơi nhược. Được cái là đinh nhâm nó hợp với nhau. Đinh gặp nhâm gặp chính quan nhưng mà bị hình. Thế nên là công việc các thứ là có một chút hình hại thị phi. Có một chút trắc trở. Đấy là tháng 9. Tháng 9 nó không quá tốt. Tháng 10 quý hợi. Hợi mùi thì tam hợp. Đinh gặp hợi là gặp quý nhân. Thêm nữa thì để thủy vượng. Thủy vượng thì về cơ bản gặp quý nhân, gặp tam hợp thủy. Tuy có vượng nhưng bản chất của nó vẫn là tốt. Đinh gặp quý là gặp thất sát thì rất lợi cho những anh chị làm trong những ngành nghề liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, những ngành nghề kim loại, kim khí, những ngành nghề liên quan đến vất vả đi đây đi đó, ví dụ như là gì, xây dựng cầu cống, giao thông, vận chuyển, logistics, vân vân, an ninh mật vụ, vân vân. Đấy là tháng 10. Tháng 11 giáp Tý, Tý Mùi ở thế tương hại thì cần thận, tiểu nhân hạ hám hại, rồi là phá đám, rồi chọc bậy bánh xe, gây ra thất thoát hao tốn tiền bạc. Được cái là giáp Tý thì thủy mộc tương sinh. Đấy, mộc lại sinh cho hỏa. Hỏa ở đây không vượng, thế nên là cần mộc sinh mà mộc ở đây lại có nguồn là Tý thủy sinh cho, thế nên là về cơ bản là tháng 11 là tháng tốt. Mộc lại là gì? Giáp mộc lại là chính ấn mà vượng thì lợi về công danh, chức vị, quyền hành, lợi về công việc, nói đơn giản là như vậy. Tháng 12 Ất Sửu, Sửu Mùi là tương xung là chủ về bất lợi, làm ăn là dễ thua lỗ, làm ăn là dễ bất chắc bất lợi, không được như ý, đau đầu, phiền lòng, phiền não. Được cái là có thiên can Ất sinh cho Đinh, nhưng mà tuy nhiên bản chất của nó là gì? Cái sự sinh này hơi yếu. Ất tọa Ất Sửu thì mộc hơi nhược. Cái thứ hai là gì? Sửu Mùi xung nhau, thế nên tháng 12 cũng là cái tháng khá là bất lợi. Thế nên là anh chị cũng nên cẩn trọng vào tháng 12. Rồi tiếp theo mà để mà chi tiết hơn thì anh chị phải cung cấp là gì? Ngày, tháng, năm, tháng, ngày, giờ thì nó sẽ ra một cái lá số tử vi thì nó sẽ chi tiết hơn. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào gì? Phong thủy, nhân quả và nhiều yếu tố khác, nhưng mà tôi đánh giá hai yếu tố này khá là quan trọng. Tiếp theo phong thủy nha. Ví dụ ở nhà anh chị nào mà hướng Tây Bắc năm nay mà anh chị đang là chủ của gia đình, trụ cột của gia đình mà nam mệnh thì gặp cái sao ngũ hoàng đại sát khá là xấu, thì nên tìm cách hóa giải anh chị nhé.
hóa giải thì tự anh chị có thể mua vật phẩm phong thủy để hóa giải, chứ không nhất thiết là phải cầu kỳ này đó. Đó, một vài chia sẻ gửi đến các anh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 như vậy. Xin chào, rất mong là cuối năm nhận được sự đóng góp của anh chị về vận hạn của các tháng, xem độ ứng nghiệm nó tới đâu. Và có một điều là gì, ở đây là chúng ta xem xét là chung cho các anh tuổi Đinh Mùi, thế nên là nó sẽ không đúng 100%, nó còn phụ thuộc vào gì, tháng ngày giờ vân vân. Rồi, xin chào ạ.